À, anh chào lên xuống nha. À, ủa hôm nay mình không đi bán cà hay lên xuống? Hồi nãy em đi mua than với dầu cồn. Em chắc lên xe rồi. Cái em chạy lên cái cọng nghêu á, nó quất cái ào cái thôi đi về luôn. À thì nó mưa lớn. Ờ, chứ nhúm than lên, nó nhúm một bếp lên vậy là 200 ngàn. Mà bán không được rồi mua dưới ngập nữa rồi, rồi sao mà bán. À vậy hả? Không lẽ ngày nào cũng cũng nhờ ta mua giùm mình cũng kỳ đó. Bữa nay miễn bữa em vô bổ riêng cũng ngày 200 ngàn. Ngày 200. Có đỡ hơn bán cà không? Hả? Ngày 200 thì ủa, so với bán cà thì cái nào em thích đi bán cao hơn? Thích đi bán hơn. À, xuống anh có nghe em, anh coi YouTube á, thấy thì sáng em có đi làm răng phải không? Thì đó, em có thể chia sẻ chút xíu cho khán giả biết như thế nào không? Răng. À. Mà nghe nói 2 cái hành 4 cái mà bây giờ hành 6 cái luôn. À lý do sao mà 2 cái mà thành 6 cái? Nói chung là cái hàm răng của em nó bị lung gơ hết trơn rồi, yếu rồi. À. Bởi em không ăn đồ cứng thì em ăn đồ mềm em mới ai mới ăn được. À. Rồi vô đó cái anh đó ảnh mới lấy cái răng rồi gãy con nữa. À. Lấy ra anh đem coi là mủ quá trời mủ luôn. À. À, xong rồi cái là anh kêu là thôi ảnh mai lại luôn, ảnh mai lại hút ở trong á. À. Rồi cái anh kêu về đi, rồi tới nay thì sao kêu nhẹ trở lên rồi coi làm sao. À bây giờ là mình thẩm mỹ là mình đẹp lên rồi đó đúng không? Rồi còn em nó nói mà 10 ngày nữa em lột xác. 10 ngày nữa là lột xác. Em nói em nhẹ á, em mai là em đẹp vậy á. Trời ơi anh còn chịu không nổi mà em đẹp nữa anh biết sao. Trời ơi thiệt. Không phải, nói chung là em gắn răng em cũng mừng. Nhưng mà em làm răng á rồi em sợ là mua người bình luận để vô chửi rồi mình đi. Sao mà chửi, mình đẹp lên mà. À, có một người bình luận đó là ủa có bây giờ chịu làm răng rồi hả? Mình làm răng để mình nhai cho nó tốt hay là mình thẩm mỹ cho nó đẹp lên? Nhưng thì đâu có vấn đề gì đâu em mà chửi là, em để vậy nó cũng quen rồi. À. Ừ. Giờ gắn vô mới sao thì, ăn ngon lạnh. Cho anh hỏi thêm câu nè, bây giờ cái thương hiệu của mình là Thánh Súng này đó, là cũng là vì cái răng nó bị súng đó, giờ mình làm răng đó, thì mình có sợ người ta hết gọi mình là Thánh Súng nữa không, hết nổi tiếng nữa không, mình sợ vậy không? À không rồi, kêu tên nó cũng được mà, ta kêu bây giờ làm răng rồi thì tao đâu gọi Thánh Súng được nữa đúng không? Ta kêu thật khô vậy, không nghĩa không kêu, bây giờ Thánh Súng bây giờ làm răng rồi đừng kêu súng nữa. Cái bây giờ em nếu mà làm răng rồi thì em mọi người nghĩ em nghĩ mọi người nên gọi em là thánh gì, đổi thành cái tên khác á, nếu mà đổi thành tên khác á. Nếu như mà chắc kêu em là mập quá. Kêu mà Thánh bị mắc súng, là bị nha sĩ đặt cái súng của Thánh Súng rồi. Không có, kêu không nghĩ không kêu. À, bây giờ nếu như mà làm răng thì sẽ lấy hai răng đó để cho ông Nghĩa ông giữ. Tối ngủ rồi nằm không nhớ em lấy giùm coi. Hồi sáng có nghe em chia sẻ là em sẽ thành hoa hậu gì mà có không? Trời em mẫu hậu quá chứ anh hoa hậu. Quên anh của anh mẫu hậu. Trời đất ơi. Em nói giống như đó ai cũng đều biết em hết trơn. Ai cũng đều biết. Ô Thánh Súng. À. Mẹ em nói trời sắp nửa tiếng rồi nha. Nói chung là cũng nhờ ảnh. À. Cũng nhờ ảnh quay em suốt con đường á. Không ai quay em, có mình ảnh quay em thôi. Anh cũng giúp đỡ em từ ly từ tí lắm. Mà em cho em ới 30 mấy bệnh. Cái em điện thoại cho ảnh, anh nói là em còn đó không? Anh chạy xuống anh quay cho cái người mua giùm. À. Giờ đã 6:30 rồi, chứ giờ đây anh hỏi là trời em mới 30 mấy bệnh. Mà lúc đó ông nhảy em đi đâu á, ông đi đâu cũng không biết nữa. Anh Súng có thể chia sẻ thêm là hai cái răng mình trồng thì giá khoảng bao nhiêu mà anh Súng à? Em không biết giá luôn. Không biết giá luôn. Mà có là anh có đưa cái mẫu răng đó ra coi răng đó đẹp. À. Mà em không có biết giá gì. Là anh Hồng Nguyễn tài trợ cho mình thôi chứ mình không có. Dạ anh Hồng Nguyễn tài trợ chứ em cũng biết là. Nhưng mà em coi cái gì mà tới 30 triệu một cái răng rồi dạ. 24 triệu một cái răng. Đó là mình trồng cái loại đó luôn hay sao em? Không, cái này em làm loại rẻ anh ơi. À loại thường. Chỉ có mấy nhà giàu ta mới làm cái 30 triệu thôi, nhưng mà làm gì có anh không làm cái 30 triệu. Ảnh với anh Nghĩa thôi, còn dẫn em đi làm chứ em không biết chắc tiền là như à, mình
vui không? Vui chứ. Em dậy sớm lắm, mới có 6 giờ em dậy rồi, có làm em dậy sớm đâu. Nhưng mình vui vậy thì tối qua mình có ngủ mất ngủ hay gì đó không là Thanh Súng? Em về em nói em khoe đùm lum chứ. Em khoe đùm lum hả? Em khoe ai? Khoe cho sớm á, quen biết rồi đó. Cả xóm luôn. Vài bữa nữa chuẩn bị có găng lại rồi. Bây giờ không có găng á. Thì nói chung nhiều người ta cũng nói mình không có găng thì những người mình á dơ dái rồi này kia. Người ta cũng cười mình rồi này kia đó. Là khoảng 2 tuần nữa là mình được trồng răng đúng không? Thì nói cả mày gán đi nha, 10 ngày nữa lột xác. 10 ngày nữa lột xác. Cho anh hỏi thêm, sau khi mà lột xác nữa, việc đầu tiên mình làm là gì? Em đi rút mỡ bụng. Rút mỡ bụng hả? Với em em nói vậy, em đi rút mỡ bụng với em đi rút mỡ tay. Đó, cái ông kêu em xài kem gì. Em nói chắc về bữa nó xài kem rồi mà nướng vậy nắng chết luôn, ngồi xài kem nám dữ lắm luôn á. Ba con người mình sao mình cứ để vậy đi. Có ý định đi chụp một bộ ảnh thật là đẹp không? Hả? Để mình ra album rồi sắp tới mình có thể mình sẽ ra một cái album thật là mới mẻ, có răng đã hết xuống đẹp hả? Thì mình có ý định vậy không? Nói chung là anh nghĩ anh tính là xuống dưới là không có hỏi em mấy câu hỏi gì đâu, là anh sẽ quay em nước cả anh quay anh sẽ hỏi em, anh hỏi em có mấy trang anh hỏi em thôi. Vậy đó, nói chung là mình có găng thì mình cũng vui lắm, ăn được cái này ăn được cái kia, còn em mà không có găng làm ăn em yếu trơn là em ăn ba cái đồ chuyện xèo mà em vô em ăn hủ tiếu gỡ em kia hỏi trộn hủ tiếu mà nó mềm rồi mềm em ăn cái gì đấy. Vậy em không nghĩ em nói trời ơi gắn găng rồi em nghĩ là gắn găng rồi hai đứa đi chụp hình. Hai đứa đi chụp hình luôn. Chắc mấy ổng nó mất ổn luôn. Không mà nhiều khi á em á không dám soi gương luôn á. Nhìn em không dám nhìn em nữa chứ ai dám nhìn em. Đúng không? Em xấu em nó xấu à, em đâu có mọi người rất là mong chờ sau này Thánh Súng mà gắn răng xong Thánh Súng sẽ đi đẹp ra và đi tạo một cái đi chụp một cái album ảnh để cho mọi người từ đó về em không có chụp hình. Không chụp hình. Không, chỉ có chụp hồi nhỏ đúng một tấm hình thôi. Em ghét chụp hình lắm, mình xấu, mình không cũng xấu gì. Thì bây giờ làm răng rồi thì mình đẹp ra thì mình sẽ đi chụp hình. Mình tự tin lên mình đi chụp hình đúng không? Thôi em không có tự tin. Em ngày nào hay ngày đó chủ như em buôn bán gì đó. Ngày nào hay ngày đó à. Chứ em không có suy nghĩ là ngày mai sao đâu. Bữa nay biết ngày bữa nay thôi. Ngày mai biết ngày mai. Bán như là lâu thôi. Nhưng mà cũng tội nghiệp anh nghĩa lắm. Trời dầm nắng dễ mua, ngày hôm qua em nói anh nướng nó bán được đúng 4 bịch trà. Thì mâm em điếm đúng 20 bịch trà. Mà mua hả nước ngập hả mà nước nó thối còn hỏi về luôn. Hôm qua cũng mưa. Mà xe hơi hả? Hôm qua cũng mưa hả em? Hôm qua mưa. Cái xe hơi cái ông nghĩa ông văng vô trong luôn mà. Chỗ nước nó trời ơi mọi người ơi. Cái này là nước biển nha, nước biển này là thúi hơn là gì. Kè chồng em lại kìa. Quay qua chồng em. Đó. Chồng em. Người tình không bao giờ cưới đây mọi người. Đây là chồng em. Đi đâu vậy? Đi đâu giờ này mới xuống. Rồi đã cho chồng cũng biển cho nó. Còn phải không? Bữa nay em bán là chết em à. Hôm nay à trời. Bữa nay em bán không? Hả? Không phải có. Hôm nay chợ bán của Thánh Súng ngập rất là nặng nha mọi người. Thì hồi nãy mình có đi ngang qua khu vực đấy thì ngập nước rất là nặng luôn mọi người, không có đi được nha. Rồi cảm ơn Thánh Súng đã chia sẻ nha.